Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh ChuSmart. Nếu là một người dùng quen thuộc của nhà táo thì chắc hẳn các bạn không còn xa lạ gì với trình duyệt Safari nữa phải không nào? Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em 4 cái mẹo nhỏ để có thể giúp anh em tăng cái trải nghiệm tốt hơn đối với cái trình duyệt Safari này. Và muốn biết mình làm như thế nào thì anh em hãy tiếp tục xem video ngày hôm nay nhé. Và đây là giao diện của trình duyệt Safari, rất là quen thuộc phải không nào? Rất là quen thuộc và đơn giản. Ok, thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái tính năng đầu tiên, đó chính là xem trước tin. Thì bình thường ví dụ như những cái tin nhỏ như thế này, anh em sẽ bấm vào. Đấy, nó sẽ vào xem như thế này này. Thì bây giờ thay vì việc đó, anh em chỉ cần sử dụng cái tính năng 3D Talk. Cái tính năng đầu tiên này thì chiếc điện thoại nào có hỗ trợ 3D Talk thì mới sử dụng được anh em nhé. Anh em chỉ cần bấm giữ 3D Talk vào đây, nó sẽ hiện ra tin như thế này. Đấy, chứ anh em không phải load hẳn một web, lượt web cho cái tin này nữa. Và nếu mà muốn đọc thì anh em mở nó ra, còn nếu mà không muốn đọc thì anh em chỉ cần tắt nó đi. Đấy, đây anh em sẽ có tùy chọn ở bên dưới này. Đó, không muốn mở thì anh em chỉ cần thả tay ra nó sẽ tự tắt. Anh em có thể sẽ đọc qua tin. Đấy. Đó, thay vì việc là anh em sẽ phải load vào này, không thích anh em lại phải trở lại. Cái thứ hai mà tôi muốn hướng dẫn anh em đó chính là mở trình duyệt trong tab mới. Thì ở đây nhá, chúng ta sẽ có các tab trình duyệt khác nhau. Đó. Và khi mà anh em muốn mở cái tin này chẳng hạn, nhưng anh em vẫn muốn chia nó thành hai tab và vẫn muốn giữ lại cái tab cũ này để một lát nữa anh em đọc lại chẳng hạn, thì anh em không phải vuốt trở lại. Đấy, anh em sợ nó mất đi thì có một cái cách nhanh để mở cái này trong tab mới, đó chính là anh em sử dụng hai ngón tay bấm vào cái tin này, ngay lập tức nó sẽ chạy trong tab mới và cái tab cũ của chúng ta sẽ vẫn còn nguyên. Đó, cái này rất là tiện ích. Anh em cần mở một cái tin nào khác, anh em chỉ cần bấm hai ngón tay vào, nó sẽ ngay lập tức chạy trong một tab mới hoàn toàn. Cái thứ ba mà tôi muốn hướng dẫn anh em đó là cái việc tìm từ khóa ở trong cái trang web mà anh em đang mở. Ví dụ ở đây mình có từ khóa này, mình có nguyên tổng bí thư gì đó và mình muốn tìm tên ông ấy chẳng hạn, thì mình sẽ bấm vào đây nhá, bấm vào cái phần chia sẻ, cái hình chia sẻ dưới này này, anh em sẽ vuốt sang tìm cho mình cái là tìm trên trang. Ok, tôi muốn thử tìm Nguyễn Minh Hoàng xem nào, đó là tên tôi đây. Ok, thì tất cả ở đây thì lại không có từ khóa Nguyễn Minh Hoàng à. Tôi sẽ rút lại, chỉ còn từ Nguyễn đi. Khi anh em tìm như thế này, tất cả những cái từ khóa mà có chữ Nguyễn, đấy, anh em có thể lướt xuống và lướt lên để tìm. Cái việc tìm kiếm như thế này sẽ giúp anh em tiết kiệm được rất là nhiều thời gian trong cái việc lướt web. Khi mà muốn tìm một từ khóa nào đó rất là tiện lợi anh em ạ. Đấy, tất cả những cái từ Nguyễn nó sẽ được đánh dấu vàng vào như thế này cho anh em nhanh hơn trong quá trình lướt web. Cái tính năng tiếp theo mà tôi muốn giới thiệu với anh em đó chính là tắt nhanh tất cả các tab. Thì bình thường anh em mình có nhiều tab như thế này chẳng hạn, đây tôi ở đây có khoảng 5 tab đi, tôi muốn tắt là tôi phải bấm lượt bấm từng cái một này, bấm nhầm. Đấy, bình thường tôi phải bấm từng cái một như thế rất là vất vả. Ví dụ như là đang có một mở một cái tab nào đấy nó nguy hiểm, hay là nó gọi là 18 cộng một tí, mở một đống tab như thế này mà để tắt nhanh được thì người khác nhìn mất rồi. Thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách mà có thể tắt một phát thôi, là tắt tất cả các tab cùng lúc. Thì anh em trở lại bình thường như này, ví dụ anh em đang duyệt web chẳng hạn. Đấy, bất ngờ là một đang duyệt web 18 cộng đi, bất ngờ thằng bạn nó đi vào, thế là anh em chỉ cần bấm giữ ở đây thôi, bấm giữ ở cái phần mở tab đây nhé. Đấy, nó sẽ có các tùy chọn cho anh em, đó chính là cái tùy chọn mà tôi muốn giới thiệu, đó chính là đóng tất cả các tab này. Ở đây tôi có 5 tab và nó sẽ đóng một phát tất cả luôn, đó, không có cái gì luôn, rất là nhanh. Ngoài ra thì mình còn có thêm là cái đóng không tab này thôi này, hay là có thêm cái gì đây,
đóng mở thêm tab riêng tư mới này. Đấy, cái tab riêng tư này cũng rất là hay. Anh em nào chưa biết thì tôi có thể giới thiệu qua ra. Cái tab riêng tư này ấy, khi anh em sử dụng nó sẽ không còn lưu sử dụng cái tab này thì sẽ không có một tài khoản nào, ví dụ như anh em đang đăng nhập Gmail ở tab không riêng tư chẳng hạn, thì khi vào riêng tư nó sẽ không còn cái đăng nhập Gmail đấy nữa. Và khi anh em duyệt web bằng cái tab riêng tư thì nó sẽ không bị lưu lại ở trong lịch sử nhé. Đấy, cái này anh em nào muốn xem những cái web nó nóng bỏng một tí ấy, thì anh em nên sử dụng cái tab riêng tư này, thì sau khi sử dụng nó sẽ không bị lưu lại ở phần lịch sử này đâu. Đấy, sau khi sử dụng anh em chỉ cần, ví dụ anh em dùng tab riêng tư, anh em chỉ cần tắt đi như thế này là mọi cái gì anh em đã xem, đã lướt qua là nó sẽ tự động thoát hết, không lưu một cái gì cả. Đấy, anh em nào mà hay xem những cái thể loại 16 với cả 18, 21 cộng ấy, thì là nên sử dụng tab riêng tư. Đó là bốn cái mẹo nhỏ nhỏ mà tôi vừa hướng dẫn cho tất cả các anh em để có thể tăng cái trải nghiệm đối với cả cái trình duyệt Safari này. Đây là một cái trình duyệt mà tôi rất là thích của nhà táo. Đấy, nó nhanh gọn, đơn giản, dễ hiểu. Đó. Và tôi không bao giờ có thói quen là khi mà tôi sử dụng iPhone tôi cũng không bao giờ tải Chrome về dùng gì cả. Vì Safari đối với tôi nó đã quá tuyệt vời rồi. Và đặc biệt là sau khi xem hết video này thì anh em sẽ có thêm bốn cái mẹo nữa để sử dụng với Safari thì nó còn tuyệt vời hơn. Chúc anh em thành công. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh em trong video lần sau. Đừng quên để lại một like và một subscribe cho Chu Smart nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.